Chúng ta luôn có thể tốt hơn. Một số điều tôi phải cố gắng và sửa chữa. Thủ môn được Manchester United chiêu mộ từ Inter Milan với giá 47 triệu bảng nói. Tôi chịu trách nhiệm về mọi thứ, đặc biệt là những bàn thua mà chúng tôi để thủng lưới. Tôi tự hào về những gì các hậu vệ của tôi đã làm. Tôi là chốt chặn cuối cùng ở hàng phòng ngự nên tôi chấp nhận mọi lời chỉ trích. Andre Onana nói về bàn thua giúp Len mở tỷ số ở phút 22 của trận đấu. Đó là tình huống mà Onana ham dâng cao. Florian Sotoka đã dứt điểm từ giữa sân đưa bóng bay thẳng vào lưới bất chấp thủ thành người Cameroon đã cố gắng lùi về cản phá nhưng bóng vẫn đi qua tầm với. Không ít cổ động viên của Manchester United đã lên tiếng chỉ trích sai lầm của Onana và so sánh anh với thủ thành David De Gea. Một người nói, Onana thích dâng cao, còn De Gea sẽ ở lại trong vòng cấm và cứu thua. Onana sẽ gặp rắc rối trong một mùa giải dài nếu quá ảo tưởng về bản thân. Người thứ hai nhận xét, Diogo Dalot thực hiện một đường truyền không tốt nhưng Onana đáng trách hơn. Onana ở quá xa khung thành, nếu là De Gea, anh ta sẽ cứu thua. Một người nữa nhận xét, mọi bàn thắng mà tôi từng thấy Onana để thủng lưới thì De Gea đều sẽ cứu được. Ở trận đấu này, mặc dù bị dẫn trước 1-0 trong hiệp 1, nhưng Manchester United đã chơi bùng nổ trong hiệp 2 khi ghi 3 bàn liên tiếp để giành chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Man. Những người lập công cho Manchester United trong trận đấu này là Marcus Rashford, Anthony và Casemiro. Đáng chú ý, ngay trước trận đấu, Manchester United đã công bố bản hợp đồng mới nhất của họ. Rasmus Højlund, người đã ký hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford với mức phí 72 triệu bảng từ đội bóng của Serie A là Atalanta. Højlund nổi lên trong màu áo đội tuyển Đan Mạch và ghi 9 bàn thắng ở Serie A mùa trước cho Atalanta sau vụ chuyển nhượng trị giá 15 triệu bảng, là mẫu trung phong mà huấn luyện viên Ten Hag rất cần để thay thế Cristiano Ronaldo đã rời câu lạc bộ vào mùa trước.